Xin kính chào quý cô chú chị và bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 26 tháng 4 năm 2023. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp, những cây lan đột biến, những giò dáng hương đuôi cáo, những cái cây lan thuần và những cái mặt hàng kg rất là đẹp luôn của buổi tối ngày hôm nay để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg cột đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và cái thời điểm bây giờ thì đang chuẩn bị vào cái thời điểm là nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương cũng như là 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Nên là khi mà hàng vận chuyển thì cũng có thể là chậm đôi chút cô chú anh chị nhé. Nên là nếu như cô chú anh chị đặt hàng cũng hết sức là thông cảm. Hết sức là thông cảm khi mà nếu như là cái hàng có đến chậm ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có ạ. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây đai châu. Những cây đai châu rừng rất là xinh luôn, cái dòng đai châu rừng bắc trụ cô chú anh chị này. Thời điểm bây giờ những cây đai châu đang bắt đầu là ra những cái rễ non mới, là cái thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị có thể trồng thuần những cái cây đai châu vô cùng là xinh đẹp này ạ. 1 kg đai châu này em xin phép được bán với giá là 230.000 cho 1 kg. Số cây nó sẽ hàng này thì cây số cây nó sẽ 1 kg được rất là nhiều luôn ạ. Số cây có thể rơi khoảng tầm 10 năm cho đến 20 cây, 10 năm cho đến 20 cây và thậm chí có thể là hơn của chú anh chị nhé. Và những cây rất là đẹp này. Đấy, cực kỳ là xinh, không bỏ lá chân và khỏe khoắn, rất là đẹp như thế này. Thì em sẽ bán từ 0,2 kg luôn, tức là hơn 46.000 cô chú anh chị có thể được khoảng tầm 5-6 cây, 4-6 cây đai châu rất là xinh đẹp này rồi. Đó, hơn 40.000 thôi để cô chú anh chị sưu tầm nhé. Hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn theo cái từng cái phần như vậy này cô chú anh chị này. Em thấy em có cái phần này gọi là phần số 1 này, phần số 1 này có đến 5 cây thì với giá là 50.000 này. Phần số 2 ạ. Phần số 2 ở đây em cô chú anh chị thấy là có 2 4 6 7 cây thì với giá là 70.000. Và phần số 3. Phần số 3 này thì có 2 4 5 6 7 8 9 10 cây luôn. 10 cây này thì em bán 80.000 và phần số 4 ạ. Phần số 4 với giá 100.000, những cái cây khá là lớn luôn. 2 4 và 5 6 đây cô chú anh chị này, những cái rễ non đang bắt đầu lên rất là đẹp rồi. Dạ, ngoài ra thì em còn có bên mặt hàng kg những cái cây kiều tím rất là đẹp luôn đấy ạ. Những cây kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng, những cây kiều này thì những cái cây kiều này hoàn toàn là chưa ra hoa ra nụ. Là nếu như cô chú anh chị nào mà muốn sở hữu cũng như là muốn ngắm cái mùa hoa đẹp, sưu tầm những cây lan kiều, đây là thời điểm rất là tuyệt vời. Em bán với giá kiều tím này sẽ là 330.000 trong 1 kg nhé. Và đặc biệt hôm nay thì em lại cập bến một cái lô đùi gà tròn. Đùi gà tròn của vùng Cao Bằng cô chú anh chị ạ, những cái bông hoa rất là to luôn cô chú anh chị nhé. Mắt nhung đen cực kỳ là đẹp như thế này. Nói chung là gà tròn vùng Cao Bằng thì có thể là tím đậm, cũng có thể là tím nhạt, nhưng cái màu sắc hoa nào cũng rất là xinh với cái mắt nhung đen đẹp như thế này. Thân thì như gà dẹt nhưng mà khi mà sổ hoa đều là những cái bông hoa mắt nhung đen rất là tuyệt vời như thế này và cực kỳ là sai bông luôn cô chú anh chị nhé. Thời điểm bây giờ thì nó đã nở hoa rồi nên là nói chung là chỉ là làm giống thôi ạ. Và em bán với giá là 180.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Hàng này thì đi đến chỗ cô chú anh chị thì chắc là cũng tàn hoa thôi. Bên này đây thì em có hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ này. Những cây môi tua đang bắt đầu là sưng nụ để chờ đợi cho một mùa hoa vàng rực rỡ ở cái thời gian rất là gần tới. 140.000 cho 1 kg. Sang bên này đây thì em có dòng kiều vàng cô chú anh chị này. Cái dòng kiều vàng hiện tại thì cũng có nhiều cây đang bắt đầu là sưng nụ và em có cái lô kiều vàng cực kỳ là mướt và đẹp như thế này. Kiều vàng em bán với giá là 190.000 cho 1 kg của chú anh chị nhé. Thời điểm rất là đẹp trong năm để cô chú anh chị ghép cây kiều vàng ạ. Bên này đây thì em có cái dòng lan nhất điểm hoàng này cô chú anh chị này. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông nhất điểm hoàng. Mặc dù là nó không có được nở đẹp trọn vẹn bởi vì là nó hái từ rừng về, nhưng cô chú anh chị có thể thấy cánh hoa hơi phớt vàng và đặc biệt là cái họng rất là đẹp. Cái họng màu cam tươi cực
cam đỏ rất là đẹp luôn như thế này này cô chú anh chị này, và đặc biệt là rất là sai hoa, rất là sai hoa luôn cô chú anh chị ạ. Đáng tiếc là bây giờ thì hoa của nó cũng đã nở rồi ạ, với giá chỉ có 70.000 trong 1 kg thôi. Bên này đây sẽ là cái dòng lan trầm tím, phải nói là vô cùng là đẹp. Cái dòng trầm tím gần như là hàng toàn bộ đều là thân tơ và chi chít là nụ như thế này cô chú anh chị này. Chi chít là nụ luôn, và hàng này thì mầm gốc thì đẹp thôi rồi ạ. Vừa nụ vừa hoa, cực kỳ là đẹp. Hàng gần như là toàn bộ đều thân hoa nên là cái mầm gốc cũng rất là nhiều luôn như vậy. Em sẽ bán với giá là 420.000 trong 1 kg, em sẽ bán từ 0,2 kg cô chú anh chị nhé. Bán từ 0,2 tức 84.000 thì cô chú anh chị có thể sở hữu ngay những cây trầm vừa làm giống và vừa được thưởng thức hoa, những cái giò lan trầm rất là xinh đẹp để mà thưởng thức đấy ạ. Bên này thì em có dòng lan kiếm thiên vũ. Kiếm thiên vũ này thì em chỉ bán với giá có 50.000 cho 1 kg thôi. Đó cô chú anh chị ạ, 50.000 thôi cô chú anh chị nhé, gọi là một ít công đóng hàng thôi. Bên này đây thì em có phi điệp vàng ạ. Em có hai lô phi điệp vàng cực kỳ là đẹp, mỗi một lô như thế này. Hàng phi điệp vàng thì hiện tại là đã có những cái cây là bắt đầu là chuẩn bị sưng nụ rồi. Cái dòng hoa, một trong ít những cái dòng lan sẽ nở hoa vào tháng 8 thôi cô chú anh chị. Một cái lô phi điệp vàng rất nhiều như thế này thì em xin phép được bán với giá là 100.000 cho một lô cô chú anh chị nhé. Được cô chú anh chị có thể về ghép 1 đến 2 giò. Và bên này ạ, em có một cái phần kiều vuông mỡ gà siêu đẹp luôn này cô chú anh chị này. Một phần kiều vuông mỡ gà cực kỳ là đẹp ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, hoàn toàn là chưa nở hoa. Đấy, kiều mỡ gà bên em thì đa số là cây nó rất là nhỏ, nhưng mà cái cây này thì cực kỳ là mập luôn. Ở chỗ của em thì thời tiết nó cũng khá là lạnh nên là hiện tại cây nó chưa có nụ hoa gì cả này. Bên em thì hoa rất là sai cái dòng kiều này này cô chú anh chị ạ. Thì cái lô mà đây là có một cái rễ cây lớn này, thêm một cái rễ cây nhỏ. Nói là cực kỳ là đẹp như thế này. Em xin phép được bán với giá cái lô kiều này là 120.000 cho cái lô kiều kiều vuông mỡ gà này, rất là đẹp này nhá. Bên này thì em có cái dòng hài gấm. Cái dòng hài gấm thực khi mà nở hoa thường là cái hoa của nó là một hình dáng một đôi giày. Cô chú anh chị thấy là hiện tại có những cây nó đang nụ này. Cái dòng hài gấm hoa của nó cái dòng hài gấm thì năm nay khá là hiếm hàng. Đấy cô chú anh chị thấy là khi mà lên như năm ngoái thì khá nhiều, nhưng mà năm nay thì hài gấm rất là hiếm ạ. Và một cái lô hài gấm như thế này về cô chú anh chị có thể làm 1 đến 2 giò luôn nhé. Em bán với giá là 70.000 cho một cái lô. 70.000 cho một lô. Ở đây thì em có 3 lô hài gấm. Đấy, 3 lô hài gấm hiện tại đang nụ. Tuy nhiên thì là do cái bây giờ nụ như thế này, nhưng mà không biết là có thể cô chú anh chị về có thể được thưởng thức hoa hay không. Bởi vì là mình vận chuyển đóng gói nhổ lên ấy ạ, thì cũng không biết là hoa của nó có được đẹp hay không cô chú anh chị nhé. Bên này đây ạ, thì em có cái dòng lan dòng lan bên này sẽ là những cây vanda. Những cây vanda rất là thơm, người ta còn gọi là mỹ dung dạ hương. Hiện tại thì cây vanda đang bắt đầu là cho nụ cô chú anh chị ạ. Những cây vanda bắt đầu là chuẩn bị đi vào cái mùa mùa là cho nụ rồi. Đây em thấy là có cái cây này thì rất là nhiều nụ đẹp này. Đấy, cái lô này thì đâu em lại chưa thấy là có nhú nụ. Hai cái lô này thì lại không thấy có nhú nụ à? Chưa thấy nhú nụ à? Đấy, thực ra thì khi mà nó chưa nụ thì mới là cái lúc mà cô chú anh chị thưởng thức được cái mùa hoa trọn vẹn nhất. Một cái lô vanda như thế này em bán là 50.000, lô số 1, lô số 2. Mới cây vanda này, mới cây vanda rất xinh luôn ạ. Ba vòi nụ này. Đấy, nhìn lá xếp tăm tắp rất là đẹp như thế này. Cây vanda này em xin phép được bán với giá là 60.000 cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là những cây địa lan quân tử ạ. Như đây cây địa lan quân tử nhiều cặp lá rất là xinh luôn. Cây lá ngắn tròn vo cực kỳ là đẹp như thế này. 3-4 cặp lá luôn, rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Đấy, nó không lớn lắm nhưng mà cây tròn vo ngắn và nhiều cặp lá đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp. Mấy dòng địa lan mà nó mang cái ý nghĩa rất là tuyệt vời. Mà ngoài cái ý nghĩa phong thủy thì nó còn mang cái ý nghĩa đó là giúp mình... giúp loại bỏ những chất khí độc hại từ điện thoại hay từ tivi, những cái tia sóng từ điện thoại từ tivi, và loại bỏ những cái chất khí độc hại trong không khí để tạo ra một cái không gian sạch và thoáng nhất cho tất cả những thành viên trong gia đình. Nên là em nghĩ rằng những cây lan quân tử này là những cây mà rất là đáng sưu tầm cho mỗi gia đình cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu địa lan quân tử xinh đẹp như thế này em xin phép được bán với giá là 75.000 cho một chậu nhé cô chú anh chị. 75.000 cho một cái chậu địa lan quân tử nhiều cặp lá và lá ngắn tròn vo cực kỳ là xinh như thế này. Sang bên này đây thì em có những cái cây hàng hôm nay vừa về rất là nhiều cô chú anh chị ạ. Thoải mái cô chú anh chị lựa chọn một cây này dễ thuần dễ chăm, là những cây phù hợp trồng trong phòng khách, cái bàn làm việc hay là phòng ngủ đều rất là hợp lý và rất là tốt cho sức khỏe của mỗi thành viên cô chú anh chị nhé. Bởi vì nó sẽ tạo cho một cái không gian rất là trong lành cho mọi thành viên trong gia đình của mình đấy ạ. Và bên này thì em có những cái cây hoàng tử áo trắng.
hoàng tử áo trắng một cây như vậy em bán là 80.000, lá căng mướt cực đẹp luôn. Và những cái giò giáng hương đuôi sắc với giá là 130.000 cho một giò, một chậu từ 3 đến 4 cây. Và hiện tại là đang bắt đầu là có những cái giò là đang cho nụ rồi cô chú anh chị này. Đấy, có những cái giò hiện tại là đuôi sắc này đang cho nụ nhá. Thì với giá em bán là 130.000 cho một cái chậu giáng hương đuôi sắc 3-4 cây rất là đẹp như thế này. Sang bên này thì em có những cái chậu lan vũ nữ Mitonia. Những cây lan vũ nữ Mitonia, cái mặt bông cực kỳ là to, nó to như cái lòng bàn tay luôn. Mà khi mà nở hoa thì nhìn cái khuôn bông hoa như là vẽ luôn ạ, cô chú anh chị. Nhất dư như là vẽ luôn, rất là đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Mà nhìn bông hoa như là vẽ, như là tranh vẽ, nhưng mà rất là thơm và cực kỳ là bền hoa. Dòng lan vũ nữ Mitonia này đấy ạ. Dễ thuần, dễ chăm, cô chú anh chị nào mà đã được từng thưởng thức hoa rồi thì biết. Cái mặt bông mà phải nói là đẹp mê ly luôn. Em bán một cái chậu vũ nữ Mitonia, hai cái giỏ, hai cái cần hoa như thế này, rất bền hoa nữa mà cho mình hoa quanh năm luôn ạ. Có 140.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. 140.000 cho một chậu vũ nữ Mitonia này. À, quế tím ạ, một cái chậu rơi vào 3 cây. Đấy, trong một chậu rơi 3 cây xinh đẹp như vậy. Em bán với giá là 140.000 cho một chậu quế tím nhá cô chú anh chị nhá. Là một chậu là 4 cây, à 3 cây. Bên này sẽ là cái dòng hỏa hoàng cam. Một chậu hỏa hoàng cam với sắc hoa cam lửa rực rỡ. À, xinh xinh, một chậu 3 cây, 100.000 cho một chậu. À, ở đây thì em có một cái phần hoàng thảo nghệ tâm hay còn có tên là thạch hộc duyên dáng này cô chú anh chị này. Cái lô nghệ tâm này thì cây dài rất là mướt luôn ạ. À, những cái bông hoa nghệ tâm hay còn có tên là thạch hộc duyên dáng cô chú anh chị nhìn thấy ạ, thân nhỏ bé nhưng bông hoa rất là to luôn nhá. Cái cánh hoa tím đậm đà, tím phớt hồng và cái họng vàng. Đấy, nên là có tên là hoàng thảo nghệ tâm đấy ạ. Hoàng thảo nghệ tâm, cái lô nghệ tâm này em bán với giá là 50.000 với cô chú anh chị là một giò to hình luôn. Bên này đây thì em có những cây lan vũ nữ, là một những cây lan vũ nữ đẹp và đáng sưu tầm nhất trong tất cả những cái dòng lan vũ nữ đây cô chú anh chị nhé. Cho hoa quanh năm và cực thơm. Đầu tiên sẽ là vũ nữ Socola Baby cô chú anh chị ạ. Một cần hoa của nó có thể dài cả trên 1 mét. Và một cái vòi hoa như vậy phân 6, có thể phân đến cả 7-8 nhánh. À, rất là đẹp, chỉ cần một cần hoa như vậy thôi đủ thơm cả khắp không gian rồi. Dòng vũ nữ Socola Baby này này cô chú anh chị này. Mùi hương thực sự rất là tuyệt vời luôn ạ. Và một cái chậu to khủng và đều đang nụ đẹp như vậy. Với giá em bán là 180.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Còn sang bên này đây thì em có những cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh. Vũ nữ hoàng hậu xanh cô chú anh chị có thể thấy là hiện tại là đang nụ này. Cái dòng vũ nữ hoàng hậu xanh này này, cái cần hoa của nó dài cả mét và khi mà nó nở hoa ấy, cô chú anh chị có thể uốn tạo dáng theo cái sở thích của mình. Tất cả những cái chậu vũ nữ hoàng hậu xanh này với giá em bán là 150.000 cho một giò cô chú anh chị nhé. Vũ nữ hoàng hậu xanh đang nụ. Và bên này đây sẽ là dòng vũ nữ mèo cam hay là vũ nữ cam lửa đấy ạ. Vũ nữ cam lửa cũng đang nụ này. Em có những cái chậu mà nó chưa nụ thì rất là nhiều thân đấy. Những cái chậu mà có nụ rồi ấy, thì nó sẽ ít thân hơn. Những đều là những cây trưởng thành và sớm sẽ cho hoa. Nên cô chú anh chị muốn lấy chậu có nụ hay là chậu chưa nụ đều em đều bán đồng giá. Em bán với giá là 180.000 cho một chậu vũ nữ mèo cam, rất là độc đáo và đẹp. Bên này đây thì em có dòng lan vũ nữ dòng ngọc nữ cô chú anh chị nhá, chậu vô cùng sung xuê. Hiện tại thì cây cũng đang bắt đầu là có một số cây đang lác đác, là một số thân là đang bắt lác đác là những đụ rồi, hàng này cũng cho hoa quanh năm ạ. Giá em cũng bán là 180.000 cô chú anh chị. Em khẳng định là những giò to đùng như thế này thì người ta không bán dưới 200.000 đâu ạ, một cái giò rất là to bự luôn cô chú anh chị nhá. Ở sang bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em, đây là những cây phú thọ 5 cánh trắng HO nhá. 5 cánh trắng HO cực kỳ là VIP và đẹp luôn, cái thân to như cái ngón tay cái luôn ạ. Một chậu là một thân cao khoảng tầm 70cm trở lên nhá. Cao khoảng tầm 70cm trở lên. Hiện tại cây đang bắt đầu xuống lá để chuẩn bị chờ hoa. Đấy, đang lên mầm gốc là đang xuống lá chuẩn bị cho nụ cho hoa cô chú anh chị có thể nhìn thấy này. Đấy, những cái mắt nụ bắt đầu là sưng lên rồi. Đấy, cái dòng này là hàng bao chuẩn mặt bông cô chú anh chị nhá. Bao chuẩn mặt bông cao từ 70cm trở lên. Em bán một chậu như vậy chỉ với giá có 150.000 thôi. 150.000 thôi cho một cái chậu 5 cánh trắng hiển oanh cô chú anh chị nhá. 5 cánh trắng hiển oanh, hàng chuẩn mặt bông cây giống là dòng lan va. 1-2 năm trước đây thì cô chú anh chị biết rồi. Chắc chắn nhiều cô chú anh chị biết rằng là dòng lan va trước đây 1 cm cây hiển oanh này rơi vào vài triệu cho 1 cm. Cái chậu như thế này có thể nếu như trước đây có thể rơi vào vài trăm triệu đúng không ạ? Hiện tại thì chỉ có 150.000. Mặc dù là hiện tại giá thành của nó đang xuống nhưng chắc chắn một điều, cái giá trị thẩm mỹ của nó không hề mất đi. Những cây 5 cánh trắng hiển oanh siêu đẹp như thế này cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây thì em có những cái chậu lan, đây sẽ là những cái giò lan cắt lại dòng lan cát mini mà cho mình hoa quanh năm. Những cái bông hoa sẽ là cái sắc hoa sẽ là màu cam pha đỏ hoặc là màu cam lửa lưỡi đỏ rất là đẹp như thế này.
Đấy, hoa cho quanh năm cô chú anh chị nhé, cây rất là khỏe đẹp và em bán là 90.000 cho một cái chậu vũ nữ. À cái chậu cắt le dòng cắt mini này, nói là mini nhưng cô chú anh chị nhìn thấy là cái bông hoa của nó khá là to nhé cô chú anh chị. À, bên này là sẽ là những cây đai châu, những cây đai châu to bự luôn cô chú anh chị này. À, cái lá của nó dài ít nhất là 20 cm rồi ạ, với giá em bán chỉ có 90.000 cho một giò thôi. À, sang bên này đây thì em có những chậu vũ nữ, dòng vũ nữ lava nhé cô chú anh chị. Với sắc hoa đỏ thắm rất là xinh đẹp, mặc dù cánh hoa rất là mỏng manh nhưng mà lại cực kỳ là bền hoa cô chú anh chị ạ. À, rất là xinh và bền hoa nhé, cho mình hoa quanh năm. Đấy, những cái chậu vũ nữ lava xinh đẹp như thế này thì em xin phép được bán với giá 110.000 cho một giò. 110.000 cho một giò. Và bên này sẽ là những cái chậu dendro hoa chớp tím ạ. Cánh hoa chớp tím, cánh bầu rất là đẹp luôn, hoa chớp tím nhá. Đấy, bây giờ hiện tại là hoa nở khá là lâu, nhìn như hoa trắng luôn. Một chậu như vậy em bán 60.000 để cô chú anh chị về lấy về làm giống của chú anh chị này. Bên này là em có hai lô hương vani nhá, hoàng thảo hương vani thân dài nuột nà. Hiện tại là có những cây hương vani nó đang nhú nụ rồi cô chú anh chị ạ. Nụ khá là lớn, để em sẽ soi nụ cho cô chú anh chị. Đây nhá cô chú anh chị. Cái mùi hương thơm ngọt ngào quyến rũ rất là tuyệt vời của dòng hương vani này. Hiện tại cây đang xuống lá. Xuống lá để cho hoa nhìn cây có phần sắc sơ. Nhưng mà cô một dạo nữa thôi là cô chú anh chị sẽ được ngắm những cái bông hương vani rất là ngọt ngào quyến rũ luôn. Một cái lô hoàng thảo hương vani như thế này em xin phép được bán với giá là lô này là mỗi một lô là 90.000 cho một cái lô hương vani đang nụ nhá cô chú anh chị nhá. Hai lô hoàng thảo hương vani rất nhiều. Đấy, hàng này thì trồng thuần người ta phải bán tầm trên 200 cho một giò hương vani này đây ạ. Bên này đây thì rất rất nhiều những cái mặt hàng lan đẹp, những cái cây lan đặc sắc và đang nụ rất là tuyệt vời luôn. Em đã chia ra theo từng hình rồi. Em xin phép được giới thiệu đến từng hình đến cô chú anh chị để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái hình lan ưng ý cô chú anh chị nhé. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị sẽ là cái dòng sơn thủy tiên, hàng họng nâu đen hoặc là nâu đỏ. Mỗi một cây thì em sẽ soi nụ cho cô chú anh chị, soi mặt hoa để cô chú anh chị mình lựa chọn nhé. Hình này em gọi là hình số 1 ạ. Cái dòng sơn thủy tiên đột biến họng nâu đen nâu đỏ. Mà những cây này nếu như là cô chú anh chị sưu tầm hàng rừng thì cả một tạ chắc chắn là cô chú anh chị không thể có được một cái thân mà họng nó nâu đen hoặc là nâu đỏ đẹp như thế này đâu cô chú anh chị nhé. Đây, một cái hình này hình số 1, đây là cái mặt bông của nó củ này, cực kỳ là mập nụ luôn. Và đây là cái mặt bông của nó. À, cánh hoa họng nâu đỏ rất là sáng như thế này. À, cho cô chú anh chị nào yêu thích nó thì em bán cái rể này. À, củ rất là mập và khỏe đẹp nhá, 400.000 cho cái hình này. Hình số 1 ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 2 của cô chú anh chị này, hình số 2. Một cái rể sơn thủy tiên xinh xinh đẹp như vậy đấy ạ. Và đây sẽ là cái họng của nó này. Đó, đỏ tươi, màu nâu đỏ rất là sáng luôn cô chú anh chị này. Nâu đỏ rất là sáng luôn nhá. Thì cái mặt bông này, cái giò này em xin phép được bán 260.000 là hình số 2. Tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 3. Cái hình này thì cô chú anh chị thấy là không có thân có lá đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại đang hoa như vậy, một dạo nữa là nó sẽ mọc mầm con cô chú anh chị nhá. Đấy, cái họng này đỏ, nâu đỏ rất là sáng, rất là đẹp như thế này. Và cái rể này em xin phép được bán nó với giá là 200.000 để cô chú anh chị sưu tầm nhá. Tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 4 ạ. Số 4. Em bán cái rể này với giá 280.000, cô chú anh chị nhìn cho em. 280.000 cho cái rể này và đây là cái mặt hoa của nó đây. Đó, cái mặt hoa của nó đây nhá, chú anh chị nhá. Đấy, cô chú anh chị cùng ngắm kỹ cho em cái rể cũng như là mặt hoa. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 5. Hình số 5 này em bán 250.000. Đó, với cái số tiền rất là nhỏ thôi, cô chú anh chị có thể thỏa mãn đam mê của mình. Sưu tầm những cây sơn thủy tiên rất là đẹp này. Cô chú anh chị nhìn ạ. Cái cây này thì họng nâu rất là đậm này. Cái rể này em xin phép được bán cũng với giá là 250.000 cô chú anh chị nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16. Hình số 6 chứ không phải hình 16. Hình số 16 này, mắt đen xì luôn cô chú anh chị này. Đó. Mắt họng rất là đen cô chú anh chị ạ. Và cái hình này thì em xin phép được bán 250.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 7 này. Hình số 7 là cái mắt của nó đây cô chú anh chị nhé. Mắt nâu đỏ cực kỳ là sáng đẹp. Thân thì cực mập như vậy, mập nú đẹp như thế này, thơm nức nở luôn cô chú anh chị ạ. Em bán là 560.000. Và hình tiếp theo hình số 8, hình này em bán với giá là 290.000. Cô chú anh chị nhìn cho em cái mặt hoa của nó. Mặt hoa đây cô chú anh chị nhá, đẹp ngọt ngào vô cùng luôn. Hình số 8 em bán là 290.000 cho cái rể này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 9, với giá em bán 360.000 cho hình số 9 này. Đó, cái rể khá là lớn cô chú anh chị ạ.
360.000. Đây là cái mặt bông của nó nhá. Nâu đỏ đậm luôn. Trời ơi, nhìn là muốn cắn luôn. Tiếp theo sẽ là hình số 10. Hình số 10 đây là chỗ này em có tất cả là 3 dề luôn ạ. Đây ạ, 3 dề nhá cô chú anh chị nhá. Này thì họng hơi nhạt một chút này. Dề số 1 này. Dề số 2 đây, mắt rất là đậm này. Dề số 2 đây nhá, mắt rất là đậm, và đây là dề số 3. Đó, 3 dề, 3 dề, 2 dề mắt đậm và 1 dề mắt nhạt. Có 3 dề như vậy em xin phép được bán với giá là 350.000. 350.000 là loại hình. Tiếp theo sẽ là cái hình số 11. Hình số 11 em bán là 250.000 cho dề xinh đẹp này. Đó, 250.000. Cái dề củ rất là khỏe, mập nú luôn. Hình tiếp theo sẽ là hình số 12, em bán 360 này. 360 cho cái hình số 12 này. Cô chú anh chị nhìn cái mắt của nó này. Nâu đỏ, nâu đen rất là to luôn. Cái họng nâu đen rất là to. Cái hình này em bán 360. Tiếp theo sẽ là cái hình số 13. Hình số 13 này em xin phép được bán với giá là 380.000 cô chú anh chị nhá. 380.000 cái họng đen xì luôn. Đó. Nói chung là nâu đen hay là nâu đỏ, đen đậm hay là nâu đỏ thì đều có vẻ đẹp riêng. Hình số 13 em bán 380 cho dề này. Thân mập nú luôn, củ rất là mập. Tiếp theo sẽ là hình số 14. Em bán cái hình này với giá là 260.000. 260.000 đây. Đó. Hình này 260.000 là hình số 14 nhá. Hình số 15. Hình số 15 290.000 cho cái dề này. Cô chú anh chị cùng em xem cái mặt hoa. 290.000 cho cái dề này, rất là nhiều hoa nhiều nụ. Tiếp theo sẽ là hình số 16. Hình số 16 này cô chú anh chị này, cánh hoa rất là đậm luôn. Cái họng cũng cực kỳ là đậm. Sáng đỏ, rất là đẹp như vậy. Cái dề này em cũng xin phép được bán với giá là 250.000. Hình tiếp theo sẽ là hình số 17. Hình số 17 đây, cô chú anh chị nhìn cái mặt hoa của nó này. Đẹp. Và hình số 17 này em xin phép được bán với giá củ rất là to luôn. Hình số 17 này, củ to đùng luôn. Cái dề này em xin phép được bán là 380.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 18. Em bán dề này, nó củ này. Căng mướt luôn, to đùng luôn. Như rất là nhiều lá đẹp như thế này. Hình này em bán với giá là 350.000. Cô chú anh chị cùng em nhìn cái mặt hoa của nó nhé. Đây. Hình tiếp theo sẽ là hình số 19. Hình số 19 này xin phép em bán với giá là 240.000. Dề này có 3 giả hành như thế này, đang hoa nhá, rất là đẹp. Tiếp theo sẽ là hình số 20. Hình số 20 ạ, hình số 20 này. Trời ơi, cái hoa đẹp. Em bán cái hình này với giá là 260.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 21. Hình số 21 này em bán với giá 360.000 cô chú anh chị nhá. Cái họng đen xì luôn, to đùng đen xì luôn cô chú anh chị này. À, hình này 360.000 cô chú anh chị ạ. Mỗi một cái hình như thế này về là một giò sưu tầm quá đẹp luôn. Tiếp theo hình 22. Cái hình 22 này em bán 240.000 này cô chú anh chị này. Mắt đen xì luôn này. Mắt to đen xì luôn. 22, 240.000. Và hình tiếp theo hình 23 này. Hình 23. Nhìn hoa sai chi chít luôn cô chú anh chị ạ. Đẹp mê như vậy. Cái hình số 23 này em bán với giá là 290.000 ạ. 290.000 và hình 24. 24 em bán với giá 260.000 đây cô chú anh chị. Mắt đen quá là đẹp luôn. Nhìn không nữa mê mẩn rồi. Cái dề này em bán 260.000 nhá cô chú anh chị nhá. Đẹp quá đi ạ. À chỗ này có hai dề chứ, một cái dề nhỏ xinh này nữa này. Đó, thêm một cái dề này. Rồi dề này em bán xin phép em bán hình này với giá 280.000. Ở chỗ này có hai dề cơ, hình số 20, hình số 24 và hình số 25. Hình số 25 của cái dề rất là đẹp luôn. 25 này. Đây ạ, 25 này em bán với giá là 250.000, hình 25. 250.000 cô chú anh chị nhá. Em soi cái mặt hoa của nó. Ồ, cái hoa này cụp ghê. Đây là con gì nó cắn. Đây. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 26 đây. Một cái dề rất là to, rất là đẹp ạ. Rất là to, rất là đẹp ở đây ạ. Đó, cánh hoa vàng tươi và cái họng màu vàng màu nâu đỏ rất là đẹp luôn như thế này. Cái dề này đây cô chú anh chị nhá, cực đẹp luôn. Cái dề này em xin phép được bán với giá là 650.000 cho dề này ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 27. Hình số 27. Hình số 27 này
một cái dề quá là đẹp luôn ạ. Ồ, cái dề này thì hoa nó hơi, cái họng của nó hơi nhạt màu một chút xíu cô chú anh chị nhá. Đây ạ. Hơi nhạt màu chút xíu này, nhưng mà cái giả hành của nó rất là căng và đẹp. Đấy, mặc dù là nó căng và đẹp nhưng mà cái họng hơi nhạt màu như thế này. Hơi nhạt màu hơn một chút. Nên là cái dề này em bán với giá là 450.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 28. Hình số 28 này. Đó, màu đỏ nâu rất là đẹp luôn. Cái hình này em xin phép được bán là 430.000. Sang bên này đây sẽ là hình dáng hương đuôi cáo này. Dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng. Một cái phần dáng hương đuôi cáo cây rất là to và đang nụ ở đây ạ. Như cây này hai nụ tím ngắt luôn. Và mẹ cây mẹ con này cô chú ý chị này. À, một cái hình ba cây cáo, trong đó có một cái cây mẹ con và hàng đang nụ rất là đẹp luôn như thế này. Xin phép em bán với giá là 130.000 cho hình này của chính chị nhá. Hình tiếp theo sẽ là cái hình số 30. Hình này em bán với giá là 150.000. Cái hình này cũng, cây này đang nụ này, không biết là nụ này có phân nhánh hay không, nhìn như là phân sắp phân nhánh ấy cô chú anh chị. Đây, cây đang nụ này, bốn cây to đẹp. 150.000. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 31 ạ. Hình số 31 này có 24 cây, cũng là 4 cây to. Và có cây nó đang nhú nụ xanh lét luôn như thế này. Hình này em xin phép được bán nó với giá là 120.000 nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 32. Cái hình này có đến 9 cây, cũng có những cây nó đang nhú nụ này cô chú anh chị này. Đấy, rất là khỏe, rất là đẹp luôn, hàng mắc vừng trong ngoài luôn. Có kèm một cây cẩm báo đây nhá cô chú anh chị nhá. Hình này em bán với giá là 140.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 33, 130.000 cho cái hình này. Và hình này thì có tất cả cũng là bao nhiêu cây nhỉ? 8 cây nhá, chính chị nhá. Hình này có 8 cây. Đó, hình tiếp theo sẽ là hình số 34, 130.000. Hình này có đến 11 cây ạ. Hình này 11 cây ạ. Có những cây lá xếp rất là xinh ở đây này. 11 cây. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 35. Hình này em cũng bán là 140.000. Hình này có những cây có nụ này, nhú nụ này. Hình này có tất cả là 6 cây, lá ngắn xếp đẹp như vậy. Sang bên này sẽ là những cái giò dáng hương đuôi cáo thuần. Dáng hương đuôi cáo thuần, cái chậu này. Chậu này em gọi là cái chậu cáo số 37. Chậu cáo 37 đang nụ là những cây lá xếp cực kỳ là khỏe đẹp, hàng trồng thuần của vườn em, có những cây cho hai nụ như thế này luôn, cực đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Giò này 4 cây cáo xếp thẳng tắp rất là đẹp, đanh khỏe như thế này, xin phép em bán 250.000. Hình tiếp theo sẽ là hình số 38, cũng là một cái chậu cáo 4 cây. Nhú chi chít là nụ, cực đẹp luôn ạ. Rất nhiều nụ ở đây. Đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Em cũng bán 250.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 39. Cái chậu này có 3 cây ạ. 3 cây cũng đang nhú nhiều nụ ở đây. Em bán là 200.000. Đấy, tùy cô chú anh chị lựa chọn nhá. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 40, 200.000 cho chậu cáo này. Cũng có những cây nó đang nhú nụ này, 3 cây. Đấy, 3 cây có cây đang nhú nụ. Sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 41 ạ. 250.000. Cô chú anh chị nhìn nụ đẹp chưa? Cái giò cáo này về cô chú anh chị trồng một vài năm nữa có thể cho những cái tác phẩm quá là tuyệt vời luôn. À, những cây cáo nụ rất là đẹp như thế này. Với chậu này em xin phép được bán 250.000 cô chú anh chị nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 42. Cái chậu này em cũng bán 250.000. Những cây cáo xếp và bản lá rất là to, đẹp như thế này. Đó, rất là đẹp luôn nụ ạ. Cực đẹp luôn. Cái giò này em xin phép bán 250.000 nhé cô chú anh chị nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 43, cái chậu này cũng đang siêu nhiều nụ thôi đây ạ. Chậu này cũng là 3 cây ạ. 3 cây cái giò này em xin phép được bán, có một cây có hai nụ luôn. Hình này em bán 200. Bên này đây sẽ là những cái chậu hồng yên thủy ạ. Hồng yên thủy, hàng này em bao chuẩn mặt đông này. Chậu hồng yên thủy số 44 90.000. 45 80.000 ạ. 46 một cái chậu hồng yên thủy. Trước đây một sân sen 18 triệu. Hiện tại cái cây này em bán với giá 110.000 cô chú anh chị nhá, là hình 45 ạ. Và hình 46 em cũng bán với giá là 110.000 ạ. 47 đây cô chú anh chị này. 47 đây cô chú anh chị, một cây hồng yên thủy phải dài tầm 3-40 cm gì đó cô chú anh chị ạ. Cái này không biết là cái nụ hay là mầm ở đây. Đây cô chú anh chị này. Chỗ này thì không biết là mầm ấy. Vừa rồi như là ra hoa hay sao ấy cô chú anh chị ạ. Là nụ hoa cũ. Cái cây này em xin phép được bán nó với giá là 47, rất là cao dài luôn. Em bán với giá 130.000, 140.000 cho chậu hồng yên thủy này cô chú anh chị nhá. Hồng yên thủy này chắc là năm nay sẽ cho hoa rất là đẹp luôn rồi. Và hình tiếp theo sẽ là cũng là một chậu hồng yên thủy 48 này. Chậu này rất là nhiều kỳ, không biết là có nụ hay không đây ạ. Mầm gốc này, cái dầu này em bán là 100.000. Và sang bên này đây sẽ là cây HO. Thì HO bên kia em có bán là cây dài 70 cm cô chú anh chị nhá. À, đang xuống lá chuẩn bị cho hoa. Cái hàng kia chỉ có 150.000 thôi. Còn nếu như cô chú anh chị mà sốt ruột này,
muốn thưởng thức hoa luôn thì đây cô chú anh chị nhá, cái chậu HO này vừa ki trên thân, vừa mầm gốc, vừa nụ nữa. Đấy, để cô chú anh chị về có thể chắc chắn là sẽ được ngắm hoa luôn. Em bán cái chậu này với giá 140. Nói chung là những cây nụ sẵn như thế này nó sẽ cao hơn. Tiếp theo hình 50-130 nghìn cho chậu HO này. Đó, đang nụ luôn này cô chú anh chị này, để cô chú anh chị ngắm hoa luôn, 130 nghìn. Và chậu số 51 cũng là một cái chậu HO, cũng đang xuống lá, cũng dài khoảng tầm 3-40 cm, đang bắt đầu là chuẩn bị sưng nụ ở đây. Mầm gốc lên rất là đẹp, 120 nghìn ạ. Và sang hình số 52 cũng là một cái chậu HO vừa nụ vừa hoa, cao khoảng tầm 20 cm thôi. Với giá em cũng bán là 130 nghìn cô chú anh chị nhá. 130 nghìn cho chậu 52 ạ. Và chậu tiếp theo chậu 53. 53 ở đây cô chú anh chị này, 53 ở đây thì cô chú anh chị thấy là rất là nhiều mầm, nhiều ki trên thân và có nụ trên thân như vậy nữa. Chậu này em bán là 140 nghìn. Và chậu 54 cũng là 140 nghìn đây. 140 nghìn, hai mầm gốc và đang nụ với cả ki trên thân cực đẹp. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu số 55 là chậu Phú Thọ nhá cô chú anh chị nhá. Phú Thọ ạ, chậu Phú Thọ này là có tất cả là đây cô chú anh chị nhìn này. Một cái thân chủ đạo dài khoảng tầm 3-40 cm và nụ sai chi chít luôn như thế này. Đấy, và bên này thì ngoài ra còn có hai thân nữa, cả mầm cả thân ki trên thân rất đẹp. Với giá em bán cái chậu này là 140 nghìn. Và hình tiếp theo sẽ là hình 56, cũng là một cái chậu chậu này là một cái chậu HO chứ. Cái chậu này là chậu HO rất là nụ ở đây ạ. Chậu HO này em bán hiện tại đang lên mầm gốc và chuẩn bị cho nụ thôi. Chậu HO này em bán với giá là 120 nghìn. Và tiếp theo bên này đây sẽ là hình 57. Hình 57 này lại là một cái chậu Phú Thọ này, ki trên thân và nụ rất là nhiều luôn đây cô chú anh chị. Hai thân cô chú anh chị nhá, vừa ki vừa nụ, mầm gốc lên rất đẹp. Em bán chậu này 180 nghìn. Đó, chậu 57 ạ. Và chậu 58 cô chú anh chị nhìn này, cái riêng cái dòng Phú Thọ thì rất là sai hoa cũng như là cực khỏe cây luôn. Cái HO cũng vậy, rất là khỏe quay cô chú anh chị ạ. Cái chậu HO này, chậu Phú Thọ này cũng là hai cái thân đang nụ, đang ki trên thân như này. Chậu này em cũng bán là 180 nghìn nhá. Và tiếp theo sang hình 59 cũng là một cái chậu Phú Thọ đang nụ hoa trên thân này. Đó, đang nụ hoa trên thân với cô chú anh chị ngắm hoa luôn. Em bán cái chậu này với giá là 120 nghìn ạ. 120 nghìn cho chậu này cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 40. Cái chậu 40 này là một cái chậu Phú Thọ dài khoảng tầm 40 cm. Và ở đây ạ, 40-50 cm. Cái chậu này thì em bán hiện tại là chưa có nụ cô chú anh chị này. Cái chậu này em xin phép bán 110 nghìn. Phi điệp vàng ạ. Thế giờ phi điệp vàng này bắt đầu là sưng nụ rồi đây cô chú anh chị này. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy chưa ạ? Bắt đầu là sưng nụ rồi, chuẩn bị cho mùa hoa tháng 8 đấy ạ. Cái giò phi điệp vàng này 150 nghìn là hình 61. 62, 140 nghìn ạ. Và 63 ạ. 63 đây cô chú anh chị này. 63 với giá là 140 nghìn. Và 64 thân mộc nú dài nượt là đẹp như vậy, 150 nghìn. Hình 65, 150 nghìn ạ. 150 nghìn, cây đang đi ngọn rất đẹp, nhiều thân. Và hình số 66 em cũng bán là 140 nghìn cô chú anh chị nhé. 66, 140 nghìn ạ. Hình tiếp theo hình 67. Hình 67 một cái rề kiều tím miền Trung. Kiều tím thì em có bán hàng cân bên kia, một rề kiều rất là đẹp ở đây. Xin phép bán 220 nghìn ạ. Và hình tiếp theo là cái hình số 68 này, cái rề kiều tím ở đây. Em bán 2 rề với giá là 160 nghìn. Và hình tiếp theo là kiếm vàng Tây Ninh. Vàng Tây Ninh này là 180 nghìn cho hình 69, có 3 thân cực kỳ là mướt và đẹp như vậy. Và hình số 70 ạ, 70 là cũng là 180 nghìn. Và 71 ở đây là một cái chậu kiếm vàng cánh cong, chậu này em bán 120 nghìn. À, em có mật ong khoái cô chú anh chị nhá. Tí nữa thì em quên cái món mật ong khoái ạ. Hàng zin chuẩn rừng, zin chuẩn rừng mà người dân người ta vừa khai thác được cô chú anh chị này. Cái mật ong khoái nhá cô chú anh chị nhá. Đó, cô chú anh chị lấy về làm thuốc thì thực sự là quá là tuyệt vời luôn. Em bán với giá 230 nghìn cho 1 kg mật ong khoái này ạ. 230 nghìn cho 1 kg. Bên này đây sẽ là những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho 1 kg, rêu rừng 50.000. Và bên này thì em có di đỏ 60.000 cho một ống, hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp, atonic 12.000 cho một gói nhé. B1 Thái 40.000 ạ. Và liền da Mỹ Tiến 40.000, liền da sẹo đen là 50.000. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Siêu da dễ N3M với giá 30.000 và captan đặc trị thối nhũn với giá là 40.000. Kim Kim Bun cũng là dòng đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói này. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một túi Chicho Đề Ma này. Và bên này thì em có dây buộc lan với giá 35.000 cho một cuộn với chiều dài 100m. Rau cắt kèm theo và phân trùn quế nguyên chất với giá 35.000 cho một túi. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ chuối, phân châu, đỗ tương 35.000 cho một túi. Một cái sản phẩm vô cùng hoàn hảo,
bởi ngoài phân trâu nó còn có cả dịch chuối và đậu tương, mà cực kỳ là lành tính, thoải mái bón mà không sợ đen đầu rễ luôn. Bên này thì em vẫn gói sản phẩm tinh dầu hồi với giá là 40.000 cho một lọ, dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt cô chú anh chị. Giờ em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay nên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip vào đây ạ.